Rồi còn câu hỏi thứ hai là quý vị hiểu lầm nha. Kiếp á, giải về kiếp á, thì chúng ta có hai loại kiếp khi mà quả địa cầu hình thành á. Thứ nhất á, là cái kiếp trống không, Shunyakappa, và thứ hai là cái kiếp có, Shunyakappa. Tức là cái kiếp không có trống không. Kiếp trống không là cái kiếp mà không có vị chánh đẳng giác nào ra đời ha. Còn cái kiếp không có trống không á, là cái kiếp có vị chánh đẳng giác ra đời. Cái kiếp trống không thì nó có bốn loại. Thứ nhất á, là cái đại kiếp trống không, tức là trong cả cái tuổi thọ quả địa cầu đó không có Đức Phật ra đời. Cái loại thứ hai đó là vô lượng kiếp trống không, tức là trong ba cái giai đoạn là kiếp kiếp thành, kiếp hoại và kiếp không là không có. Rồi cái thứ ba đó là trung kiếp trống không, tức là trong cả cái trung kiếp đó, đó là không có vị chánh đẳng giác ra đời. Còn một cái là thọ kiếp trống không, tức là trong cái thời gian tuổi thọ của chúng sanh xuất hiện á, thì không có vị chánh đẳng giác ra đời. Nói chung cái kiếp trống không là cái kiếp mà không có Phật ra đời. Còn cái kiếp kiếp không có trống không, tức là kiếp có đó, nó như thế này nè, nó có 5 loại nha, nó có 5 loại. Tức là kiếp có một vị chánh đẳng giác xuất hiện, là trong cái quả địa cầu đó đó, trong tuổi thọ quả địa cầu đó đó, có một vị chánh đẳng giác xuất hiện gọi là Sarakappa. Rồi có kiếp xuất hiện hai vị chánh đẳng giác là Mandakappa. Kiếp trong cái tuổi thọ quả địa cầu đó sẽ lần lượt xuất hiện ba vị chánh đẳng giác gọi là Warakappa. Rồi có kiếp là sẽ lần lượt xuất hiện bốn vị chánh đẳng giác gọi là Saramandakappa. Và kiếp có 5 vị chánh đẳng giác lần lượt xuất hiện là Phattakappa. Cái này là trong chú giải của Bút Tha Quam Xá ha, chú giải Bút Tha Quam Xá. Cho nên trong cái quả địa cầu của mình ấy, là thuộc về cái quả địa cầu của mình là thuộc về cái kiếp là Phattakappa, tức là xuất hiện 5 vị chánh đẳng giác lần lượt nha. Và trong chú giải đó có nói là ba vị quá khứ là Phật Cù Lô Tôn, Phật Công A Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca của mình là bốn vị, và tương lai một vị nữa là Phật Di Lặc, một Phật Di Lặc là 5 vị. Tức là trong cái tuổi thọ của một quả địa cầu của mình nè, của mình đây nè, sẽ lần lượt xuất hiện 5 vị cái đẳng giác, chứ không phải là trong giống như những cái kiếp khác, tức là không có Phật ra đời, hoặc là cái khoảng thời gian cách nhau rất là xa. Nên cứ yên tâm cái chuyện này. Chính bởi vì như vậy đó, Bồ Tát thả bát xuống sông mà chạm vào bát của ba vị Phật quá khứ thì nó là chuyện đương nhiên, bởi vì cùng trong cái quả địa cầu này mà, cùng trong cái thời xuất hiện của quả địa cầu này ha.